công viên tượng cát, thế nhưng mà lại cơn mưa lại ngang qua và nó cản trở cái chuyến tham quan của anh em rất là nhiều. Bãi đá này thì nó thật sự là nó không có cái gì cả, nó cũng giống như ở Cô Tô đấy. Cô Tô có một đoạn cái bãi như thế này. Thực ra là những cục đá này nó là cái mà đè sóng các bạn. Trước khi đến với lại công viên Tượng Cát thì mình muốn đi qua bãi đá Ông Tượng để xem nó có đẹp không. Tuy nhiên thì đến đây thấy nó cũng chỉ là một bờ kè đá mà thôi. Thì nếu mà bạn nào muốn chụp ảnh thì có thể đến đây vào lúc hoàng hôn hoặc lúc bình minh để chụp cũng khá là ảo. Còn bản thân mình thì thấy không thú vị và mình đã di chuyển thẳng đến công viên Tượng Cát. Mời các bạn theo chân mình nhé. Đầu tiên khi mà đi vào thì chúng ta sẽ gặp một con kinh khủng khỏe mạnh. Wow, cái là linh hoạt lắm. Chúng ta sẽ đi về nào? Bên này trước. Chúng ta thường là đến những nơi mà niềm vui của anh em. Đúng thế, mình du lịch là có một cái quan điểm là né người. Tượng nó được chưa hoàn thiện dần và sản phẩm. Đó, mình sẽ để như này cho các anh em dễ nhìn nhé. Đi vào đây thì chúng ta còn được gặp một vườn lan nữa. Anh ơi bên này ơi. Mặt nạ của khỉ. Oh, rất là đẹp. Bức tượng bên này đạt giải nhất. Ôi, đây bức tượng đạt nhất đây này. Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đây là bức tượng được giải nhất trong giải vô địch nữ điêu khắc ra tượng cát thế giới đầu tiên tại Việt Nam năm 2017. Đây là bức tượng đạt giải 3 ở Bỉ. Đây chính là bức tượng sự thích Tết Trung Thu ạ. Và đây chính là chị Hằng trên cung trăng các bạn ạ. Chú Quậy thì vẫn đang ở dưới đất, chưa đáp kịp chuyến Jetstar lên. Có lẽ là chú Quậy sẽ là lên vào cái chuyến muộn của ngày ạ. Đây chính là những cái bức tượng chắc là nó chưa đặt giải gì cho nên là chưa có tên. Đây là bức gì đó anh biết? Đây là bức tượng Thạch Xanh cứu bắn đại bàng cứu công chúa. Và sau khi cứu được công chúa thì anh lại gặp ngay Lý Thông. Và Lý Thông đang ở với bức tượng bên cạnh. Đây là vua Hùng ấy ạ. Đây vua Hùng đúng không? Khả năng đây là anh Hùng thôi các bạn. Trong này có một nhà vệ sinh. Các bạn có thể vào đây đi vệ sinh này. Đây là vệ sinh nữ, vệ sinh nam đâu. Mưa quá nhỉ. Khu vực bên trên chỉ có một nhà trông trẻ và có lâu đài. Trên này tổng hợp các lâu đài. Vâng, trong hành trình của chúng ta thì là có một cái điều mà nó không thể thiếu, đó là những cơn mưa và những buổi chiều ạ. Hiện tại chúng ta thì đang tham quan ở công viên Tượng Cát, thế nhưng mà lại cơn mưa lại ngang qua và nó cản trở cái chuyến tham quan của anh em rất là nhiều. Đây bức tượng châu chấu và kiến. Chỗ này nhìn thế vậy mà cũng không bị nước nhỉ. Sao biết? Đây Hà Nội. Nhìn đoán hả? Nhìn đoán chọn. Chắc cũng vượt vượt. Không, từ em mới đi tới Thanh Hóa thôi. À, đi từ Sài Gòn. Đi mấy người? Tụi em đi đến 8 người. Trong vòng bao nhiêu ngày? Tụi em vừa đi về cho em 21 ngày. Thế anh thì đi tới đâu nữa? Đi hết Việt Nam. Đi hết tất cả các tỉnh. Lẹ đi rồi mấy anh đi đủ bao nhiêu tỉnh? Còn khoảng 20 tỉnh á. 20 tỉnh á. Mùa này em nghĩ nếu như mùa này mấy anh đi thẳng xuống miền Tây trước rồi quay lại đó mà mùa sau như vậy. Ông quay lại rồi. Thế à? Sao vậy? Tại vì mùa này mùa mưa, nếu mà anh lên trên cây nó đi leo núi nó hơi vất vả. Núi Ba Đen hả? Đấy, phải leo à? Anh tưởng nó có bậc thang lên chứ? Lên được một đoạn tới điểm 3 thôi, còn phần còn lại là anh tự xử. Tự xử? Ok, cao á? Còn sao? Thì đó tụi em đi thang là khoảng 2 tiếng rưỡi mà tụi em đi từ chân núi lên tới đỉnh. Nhưng mà nếu mà đi vừa đi một cái lại ván còn nhiều thì nghĩ chắc 3 tiếng cơ? À ghê thế nhở, 3 tiếng cơ. Được đấy nhỉ, đáng thử thách đấy nhỉ. Đi hết Tây Ninh mình mất khoảng bao ngày? Cái đó bây giờ nó mới khác ta, là cái ma thiên lãnh. Ma thiên lãnh hả?
nghe có nghe mà thì đấy. 5 ngày á? Không tới nữa, tại nếu tụi em đi chơi đến nhà tụi quen này nọ thì như là anh thì 2 ngày một căng hết tất cả. Anh tên là Thái, còn anh này tên Linh Công Tử. Gì đâu mà phải lo lắng. Ok, cảm ơn. Chú Thiên Mụ không ạ? Phù thủy. Biết sự tích của Thiên Mụ không? Em không biết sự tích của Thiên Mụ. Công viên tự cát này nó thực sự là một điểm mà đáng ghé ở Phan Thiết. Rất là đẹp. Và các bức tượng ở đây thực sự là mình rất là ấn tượng. Và không gian ở đây cũng rất là thoải mái ấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở trong suốt video ấy, nó mang lại một cái sự thư thái. Và các bạn chắc chắn là các bạn sẽ có rất là nhiều những cái bức ảnh đẹp ở đây. Cô ơi, không được vào đấy đâu cô ơi. Công người ta làm bác ạ. Mình vào mình chỉ đừng ra bên này mà chào chị nhá.